À, không nói vậy nó đổi nhưng mà cái từ thì nó vẫn đâu à, ok rồi tôi đơn giản đi đi. Ông có tập tạ không? Dạ không, tập yoga. Tập yoga mà kỳ vậy cha. Yoga phải ngon chứ thầy sang vậy đó. Ok. Rồi đẩy đây lên. Nữa. Đó, mọi người thấy hơi cứng nhau. Rồi đưa đây thôi, rồi đổ bên đây. Rồi. Phải luôn rồi đó à, bị rồi thường là tại sao mà biểu đo cái đó không? Tại vì cái cột sống lưng á là nó bị trục trặc, và khi mà bị trục trặc á thì nó ảnh hưởng luôn cái đó, mình làm không được, mà chỉnh cái cột sống lưng á mà nó vô rồi cái đó tự nhiên trở lại liền. Bởi vậy thôi mình gặp nhau là có duyên nữa. Dạ, mình gặp thầy là có duyên. Chính là cái giọng cười thầy. Giọng cười vẫn nhớ. Đó. Ở trên mặt cái đây cũng chính xác. Quá đã luôn. Đó, cái này đã. Được xong rồi. Mà mình không có chỉnh lại cuộc sống nó lại thì nó cứ bị đi bị lại hoài. Chính xác rồi chị. Cứ bị đi bị lại hoài. Bởi bên đây là làm máy lại từ đầu. Quá đã luôn. Quá đã. Nghe cái khác liền. Thử đã. Đây nó ở đây. Nó ở đây. Vô. Hồi nãy á, là chỉnh cái L4, L5 nhưng mà cái khó nhất là L5X1 à, cái đó là bị đi vi lại hoài. Cho nên bữa nay xử luôn cái 1. Có được cái đâu có làm cái này. Có. Tao làm cái này. Được. Có. Sao anh sướng thì nói sướng cái gì đó. Bà đặt đầu làm hết sướng đi. Thôi. Rồi, cứ nghỉ đi. Nghiêng nghiêng người giống lúc nãy đi. Bây giờ. À, nghiêng người giống nãy. Hôm qua bây giờ đi ta đi đứng dậy đi tới luôn. Không dám ngồi dậy nha. Rồi. Bà đi ngồi dậy ok. Bây giờ ngồi dậy một nha. Rồi, sẽ đi bảnh bảo lên. Chẳng nha, chẳng thế. Chẳng thế. Rồi. Đó, bây giờ mình đưa phải. Rồi, bây giờ nằm xuống đi. Đó. Bây giờ cái cử động rất là lẹ lẹ. Rồi về nằm nghiêng rồi ngồi dậy bình thường cái sao đó. Chẳng thế. Không, chưa. Còn quay cái tay nữa. Quay cái tay nữa đúng không? Rồi, quay cái tay. Rồi từng không đó. Dẻo tay. Từ cái tay trước đó rồi. Không. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.